Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hola, xin chào các bạn, tôi là bạn Duy. Xin chào. Ngày hôm nay thì mình vừa mới thiết kế xong cái dụng cụ gọi là kéo cắt đất này. Hôm trước thì được một số quý vị khán giả cũng có gửi cái mẫu sang ấy. Nhiều quý vị khán giả rất là nhiệt tình luôn, còn vẽ cho mình cả cái bản vẽ là thiết kế nó như thế nào luôn đấy. Cái dụng cụ này thì hồi giờ mình cũng chưa sử dụng tới mọi người, nên là mình không có biết. Với cả là ngày xưa thì ba mẹ mình cũng có đào hồ đấy, nhưng mà cũng dùng xẻng để sắn đấy, gọi là hất lên với cả là bê lên thôi, chứ còn không có dùng cái dụng cụ như thế này đấy. Thì cũng được quý vị khán giả nhiệt tình gửi mẫu gửi đồ sáng, thì mình hôm nay cũng đã thiết kế xong cái gọi là cái kéo cắt đất này mọi người. Ở đây thì mình làm cái nó có cái chiều dài là 40 phân này, còn cái độ rộng là 27 phân đấy. Đấy, khoảng 27 phân. Còn ở đây là mình dùng cái giấy phánh xé mọi người, phánh xe máy ấy. Nói chung hàn cái này thì rất là nhanh, mà chỉ có cái công gọt cái này cho nó nhỏ lại ấy, nhọn lại, với cả là buộc cái giấy này rất là khó này mọi người. Thì tại vì cái giấy phánh nó bằng thép ấy, nó buộc rất là khó, rất là cứng ấy, không biết là có sử dụng được hay không. Hiện tại thì mình cũng là sửa xong cái máy bơm ở bên này rồi. Đây này, đây, cái máy bơm này thì nó bị cái vấn đề là bị tù, với cả là bị cái rơ le nhiệt ở phía trong này mọi người. Đấy, thì mình cũng làm xong xuôi rồi, nhưng mà không biết là cái nắp này hồi trước mình vứt ở kho rồi mình tìm không có thấy ấy. Bây giờ cái nắp ở phía dưới đáy này, cái chỗ mà chống cỏ rạc vào chỗ này thì không có nữa. Nên là hôm nay là mình sẽ nói với các bạn ấy là buộc một cái chàng gọi là như cái kiêng á mọi người. Ở đây này, buộc lên cái chàng ba như thế này. Mình sẽ treo cái máy vào dưới này để nó khỏi tiếp xúc với cả phần đáy á mọi người. Dạ ta vậy. Amarasi. Dạ, vai là on the my fundu. Dạ, on the my fundu. Dạ, amaraki ya. Marabeng la. Dạ, the boy leva máquina vai la. Dạ. Agora essa aqui é para fazer com. Isso. Isso de boa sabe. Cái này mình cũng không biết là nó có cắt được hay không, tại vì cái đất mà ở phía dưới hồ mình đây này, hiện tại là mình thấy đất là cứng luôn. Thì mình cũng thử thôi, thử nếu mà không được ấy thì là mình sẽ lại chế ra một cái phên ấy, để mình dùng cái phên để mình chắn rồi mình đưa đất lên ấy. Còn dùng những cái xẻng mà như cái xẻng đao chỗ mình đấy thì xẻng xúc đấy thì không được, nó yếu lắm mọi người. Đấy. Depois vê isso, tá bom ou não tá bom? É. É. Isso, mata a pessoa, mata animal, lá. Nada. Não te falar. Nada. Tá tipo flecha. Flecha. Mas aí, vista ainda não tá bom? Já consulta? Ainda não foi. Hã? Ainda não foi. Você abre, eu vê. Você vê melhor assim. Bạn bắt giới là khả năng là bị đau mắt đỏ đó mọi người ạ. Thì anh đừng có nhìn xong rồi về bị lấy đấy. À, isso tem tipo água com sal, mas tem que fui comprar no que farmácia. Yeah, senão assim fica muito tempo ele é pior, já? Yeah? Senão melhor você consultar, já, yeah? Entende? Já. Yeah. Leva também aquele baixo, já. Yeah? Aquele bomba á. Cái bơm này là cái bơm chim á mọi người, nên là hôm qua mình cũng phải sửa là phải gọi là tịt keo với cả kiểu vào cái chỗ những cái chỗ cái dây điện ấy để cho nước nó khỏi vào, chứ không nhiễm điện là cả bàn này tạch mất. Đấy, ở chỗ này là mình sử dụng ống đây này. Ống này là ống nhựa để bọc cái lớp giấy ấy. Tại vì cái giấy cũ nó bị đứt mất đấy. Dạ. Yeah. Isso leva lá, já? É só foi. Só e leva isso. Cái bơm này là những cái bơm cũ ấy. Ngay trước mình thường làm công trình rồi thì nó cũ lâu lắm rồi, mình không có dùng nữa ấy. Nên là nó cũng mình không biết là bây giờ nó khỏe hay là yếu hay là như thế nào. Thì mình phải xuống dưới kia để rồi là chỉ đạo cho các bạn ấy làm.
qua ra bên công cụ rồi. Manuel, isu mangga ra for aquí. Các bạn ở bên này là chưa biết cái máy này nó như thế nào đâu, chưa hình dung là cái máy này là máy chim mà mọi người. Đấy, đang tưởng là cái máy này là để ở phía trên trên đất này, trên khô trên cạn này. Nada. Yeah. Espera ainda. Só vem essa eletrobomba só funciona com tubo. Uh-huh. E como puxar? Hã? É? Puxar água com. Puxar com boca. É. Ela puxar, puxa, pra deitar. É, você já não sabe isso. Ah. Sununa vai buscar aquele fio de luz aí. Pega ainda aqui. Não sabe, né? Não sabe isso como trabalhar, né? Yeah, vai saber já, já. Cada um é lá que eu ver que cai bom time, né? Yeah, agora só ainda lá. Depois preciso vai que. Chiều nay thì mình xuống cũng khá là muộn đấy, tại vì phải sửa máy, sửa móc xong xuôi ấy, nên nó xuống đây cũng khá là muộn. Thì hôm nay mình sẽ gọi là hướng dẫn cho các bạn ấy làm trước ấy, để hút nước ra trước ấy, xong rồi ngày mai thì mình chưa lên kịp ấy, thì để cho các bạn ấy biết cách làm ấy mọi người. Dạ, yeah, gọi là pega isso, trazela. Dạ. Ê, ê. Ya, dah mete telefon soleh sih Maya. Komando tambah. Ya, ve, kumal terasa aki. Aki mai phun tu ne? Ay, chỗ này ra cái chỗ sâu nhất đấy mọi người. Agora. Tá. Vem, vem, vem. Deixa cair, oi. Deixa cair, medo. Ah. Alô, ma. Tem que deixar cair, hein? Tô te falando, tem que deixar cair mesmo. Vai, mete no sal. Mete. Mete, já. Vai, mete. Você vê, na hora ele tocar no coso. No sal. Aqui. Oh, vai buscar a enxada para dar uma mais fundo aqui, eh? Para tirar o lodo aqui. Yeah, vai só pegar. Não, mas pá. Essa água de entrar, se tudo, esse eletrobomba de entrar tudo. Aquele coisa, vira aquele lado, já. Mangueira. Ui, cuidado, cuidado, du. Đây, cái chỗ này, cái chỗ là cái chỗ khu vực sâu nhất đấy mọi người. Đấy, mình buộc như thế này đây. Này, về này. Mình bài xua nào muốn để tổ ca nụ lô đủ, em tên đấy. Dạ. Aqui, nesse lado. Đấy, cho các bạn khỏe thêm chút nữa đi. Dạ. Vai pro aumentar ainda, já? Yeah? Não, tu sai lá, esse mambo cabo todo tá na água. Cái này là bơm chim thì thực ra là nó cũng trước thì nó an toàn nhưng mà bây giờ mình cũng chưa thử là điện đóm nó như thế nào ấy. Mình tại sửa xong cái là mình chạy lên đấy luôn, mình chưa kịp thử ấy. Nên là phải cho cả bàn lên bơ đi. để nổ máy xong rồi thì mình hút nước xong rồi lại cho cả bàn này xuống thử đao thôi. Chứ không thì đảm bảo an toàn, chứ không này giật lấy tạch mất. Thôi để em nổ cho, bởi vì người anh ướt đấy. Có việc gì đâu. À, bây giờ là phải nổ mới nổ thôi. Đấy, cho Mimi nổ. Siêu lắm đấy. Cái món này là làm quen đấy. Đấy, xem để không... Outro lá, vem pegar aqui, ó.
Rồi đem anh em ơi, nó chưa tiếp xúc ấy. Dùng tay đe đi, không giật đâu. Sợ giật à? Không có giật đâu. Chưa được rồi. Phải nó chưa tiếp ấy. Chưa tiếp. Vai, tem que coisa. Não me diz nada. Ei! Không sabe nada đấy. Nào, Fabi nó phát giấy tờ vai cái mồ. Này ông này ông định là đổi cọc ấy. Sao đại con đây? Không được thì để chạy vào lấy cái cặp binh em ạ. Dạ. À, phê ga yêu, phát giấy. Này. Đi. Ra phê ga cái này. Đấy. Nói chung là bơm hoạt động ok đây này. Ê, về. Bơm ba lên bay xuống qua Pusa quả về. Đấy, nước này. Đấy, rồi đã bơm. Tá bom? Tá bom, chef, tá bom. Tốt. Tốt. Cái ống của mình nó bị gấp, nó gãy mất ở cái khúc này này. Đấy. Bây giờ là phải đến sau là phải buộc lại. Você nunca vê isso bomba, né? Não, eu não vejo muito bomba entrar tudo. Muito bomba entrar tudo, não. Isso já há muito tempo. Quantos anos? Não, eu falo fabricar tipo... Ele sabe fazer bomba do lá embaixo, né? Uh-huh. Já há muito tempo. Okay. É. Nessa bomba também há muito tempo. Então tá bom, quando tudo depois aqui tiver bom. Isso já há muito bomba ficar embaixo. Ligar só já, então... Yeah. Cái bơm này của mình là có cái rơ le mọi người, nó qua là bị hỏng cái rơ le với cả hỏng cái tu ấy, là mình kịp thời đi mua có thay là kịp sửa. Ở bên này thì hầu như là cái đồ mình vay mua đi nào, và rơi à, xin vay apeta bomba vay đa mai trabalho pesado você vê. Você agora fica lá, não está na soque. Se ele é soque, ele aqui já está soque. Entende? Nói chung là cũng đảm bảo an toàn, bàn bạc giới, bàn chạm nước là không bị vấn đề gì cả. Mas será que você dá choque de caranguejo todo morrer? Pode. Então vamos descascar para todo caranguejo subir. Cái máy bơm của mình đi, cái phân điện mà tư ở máy mà đi lên tới trên cái mặt nước ấy là mình đã có gia cố bằng cái ống á mọi người. Mình có dán bằng silicon ở hai đầu ấy, với cả là những cái răng của cái máy là mình hôm qua là mình có tháo ra, mình bảo dưỡng lại ấy, mình dán silicon hết rồi nên là bây giờ là nó cũng không có bị nhiễm điện đâu. Chỉ có cái phần điện mà từ ở đâu cái chỗ mà mình có ống trên mặt nước, nói chung là trên mặt nước mà tới đâu phần máy nổ ấy là mình đã có kiểm tra rồi thì nó cũng không bị hở bị đô ấy, nên là cũng yên tâm. Anh biết sao? À? Rơi xuống nước vì hỏng điện thoại rồi. Cái yêu? Đâu cái yêu. Isso o telefone não tem problema. Abre isso. Abre em limba, acabou. Eu falo, vê eu, telefone eu tira, mete lá em cima, você não, por quê? É, tá vendo? Đấy. Bảo mình cái đoàn mình đưa điện thoại lên tên đi, ông không chịu đưa lên. Vamos levar isso já funeral. Vamos enterrar isso já. Não, isso difícil estragar. Difícil. Bây giờ mà bơm cái nước này lên để can mà thử cũng khá là lâu mọi người. Thì chắc là để đấy cho máy nó bơm cái đã rồi. Khi nào can thì mình sẽ thử sau. Cái này thì có lẽ là phải thử ở cái phần đất dẻo, đất đô ở phía dưới kia kìa. Chứ còn ở trên này thì cái đất này nó rơi á mọi người, nên là khả năng là không được. Chẳng hạn như đấy thì nó vẫn cắt được này. Đấy. Như thế này là nó vẫn cắt được này.
Mình thì chưa có cái kinh nghiệm làm cái này đâu, tại vì có mấy bác chỉ cho mình thôi. Đấy. Nhưng mà cái đất này là nó vẫn cắt được. Nhưng mà kiểu nó rơi á mọi người, đất nó rơi rơi như thế này là mình không thành cục được ấy. Cái khả năng ở phía dưới kia nó sẽ dẻo hơn, sệt hơn ấy, nó có độ kết dính hơn thì vẫn khả năng vẫn làm được, thì để cho nó càn này thì mình sẽ thử sau mọi người. Eso cota. Cota terra ve. Ma tem que terra cojo. So cota sin, eh? Vou cuba sin. Ele sai grande. Espero zamba sin. Depois grande no sul sol levanta. Tira já. Aí só já depois quando que foi já terra mais riso. Ya. Sim, terra ele tem bom coisa. Lodo. Bom lodo, ele não pode assim, descai assim, não, tô não. Se descai ou com pouco pedra, não dá. Tem que ter bom. Eu só fazer isso para provavelmente, se não dá, não dá. Não dá, não fazer. Se dá, vamos fazer isso, para mais rápido. Yeah. Tem que deixar a água sair ainda. Bây giờ thì có lẽ là để cho máy nó hút cái đã mọi người. Khi nào càn thì mình sẽ thử, hoặc là ngày mai hút ngày hôm nay đây, ngày mai hút tiếp càn thì mình sẽ thử nghiệm sau. Đấy, bây giờ thì vào xem thử coi là các bạn trông trọt tới đâu rồi ấy. Ở chỗ này thì mấy hôm nay thì Kareka cũng cho các bạn ấy là tiến hành làm luống nè mọi người. Này, làm luống ở cái khu vực này này, sát với cái khu vực mà mình đã cho trong sàn ở phía trên kia kìa. Đấy. Một phần luống ở phía bên này thì các bạn ấy cũng đã là làm đẹp rồi này. Đấy là đánh tới mình mang đấy, cả kiểu với cả là giờ chỉ có thiếu giải tro nữa thôi. Còn cái phần phía bên kia thì cũng đánh tới với cả là giải tro nữa là được. À kia ta mình tên cái pha dê mù bằng kìa. Já vai ficar massa e vamos fazer já aqui. Só devemos já deixar aqui para nós poder primeiro alinhar com as outras mubangas. Yeah. Nossa, aqui que nós vamos já de fazer amanhã. Fazer lá em cima também, já? Yeah? Yeah. Phía bên này cái giống cải mà ngọt ấy thì cũng đã thu hoạch mấy ngày nay rồi mọi người ạ. Cải lứa đầu tiên thì nhà mình cũng đã nhổ một ít để cho cộng đồng ở trong tỉnh ấy. Còn được một ít ở sau này thì có người Trung Quốc họ cũng dằn lấy rồi ấy. Thì mình cũng sẽ để dành một ít cho người Trung Quốc. Đấy, thì cái giống cải ngọt này thì nó lên cũng khá là đẹp này. Cati, cumprimenta. Ah, você não assina, mano? Certo? Não assina? Ele às vezes já está esquecendo. Sim, tchau. Sim, tchau. Sim, tchau, cabane. Sim, tchau, cabane. Sei lá. Sei lá. Cati. Cati. Você também é noite e você não assina dela. Ah, ah, não tá bom. Que sabe bem falar bem a minha primeira filha com ela. Tem dia, tem tempo é dar ele vem aqui passear, né? Có những cái cây này to. Đây này, cải bây giờ cũng có những cái cây nó rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì cũng có những cái cây coi ấy, nhưng mà mình cảm giác nó ra rồi thì mình cũng hái luôn đó mọi người. Đây này. Những cái cây này này, bên cạnh cái cây đẹp ấy, thì có những cái cây nó mà cũng coi, nói chung là cũng đẹp ấy. Cả đây cả. Ontem eu daí su có về cozinha. Tá com ngon ngon dạ. Ngon lắm, ngon lắm á. Đấy, bên kia mà có cái anh Sơn làm bên xưởng bạc Việt Nam thì đang thu hoạch cua bên kia kìa. Anh ấy có cái lưới bạt quái ấy, bạt quái à, cái này rede sao mà rede bạt quái à, mới đặt một ký thôi mà mình thấy cũng khá là nhiều cua ấy. Em bé Kareka này. Lý, đúng là mi bé nhỉ. Đấy, ngủ ngon, tồi không? Lý. Mấy cái trẻ con ở bên này á, mà sau cứ điêu ở sau lưng sớm nhỉ? Cái cổ nó chưa được cứng mà cứ điêu như thế này sau nó hỏng một cái lưng à? Nhưng mà cũng thấy các em ấy sau này rồi, cũng thấy cao to, chứ cũng có nhỏ đâu. Khoảng tầm 5-6 tuổi là mẹ lại cho một cái số là đi sách nửa cửa đồi đến đâu luôn đấy. Aqui criança mesmo mais velho, tudo coisa meter na cabeça burro. Careca. Criança.
Depende, tudo coisa meter na cabeça, isso depende. Às vezes não tem carro de mão, né? Às vezes, vai meter, por exemplo, lixo. Se for lixo, meter na banheira e meter na cabeça para levar. Não, assim não bom. Agora, fazer com, por exemplo, meter lixo, né? Pegar na mão. Levar assim, agora pesado. Estragar a banheira, cair, não conseguir peso, deixar cair e partir. Então, para não partir, meter na cabeça, levar bem, deitar, depois fica a banheira, fica bom. Assim, criança, meter assim no celular, meter muito coisa lá em cima, no pesado, lá em cima, na cabeça. Assim ele não fica alto. Fica a cambota. Vamos ligar. Você também é assim. Como eu sou cambota, por isso assim meti a boa de coisa na cabeça. É mesmo. Também depende do coisa, pai grande, mãe grande, também filho grande. O teu pai grande ou pequeno? Grande. Grande? É, mãe pequena. Como você, assim você é igual a mãe? Ah, é? Tá bom. Được nhiều mãe? Ui, có cả cá tê luôn à? Nó bù hoài, nó rớt xuống nữa. Nhìn con cua to nhỉ? Đấy, người này không phải là cấu đâu mọi người, cái này là anh ấy thả bằng cái lưới bắt quái đấy. Ôi, mới thả một tí thôi mày nhỉ? Để gì lấy tóc nữa. Hả? Bắt quái là bún rêu đi anh. Bún thúi. Bún thúi là bún gì? Bún thúi là đặc sản ở Gia Lai. Bún thúi. Bún cua thúi á. Papá, deixa aqui a rede, vamos começar a pescar. Con é con gì anh? Me deixa a rede. Con giống như kiểu con, không phải con ếch mà là con gì? Con này con gì? Kéo này, mì gớm quá đi. Mì có gì? Lộc của nông trai đấy. Anh ơi. Không có nuôi, không có gì cả mà nó rất là nhiều luôn. Anh ơi, anh có hai cái đúng không? Anh đặt ở phía trên này một cái, phía dưới chỗ sâu sâu kia, một cái. Công nhận ăn nhanh thật. Mới bỏ đùi gà mà cái nguyên cái đùi gà chưa được tiếng hồ này ăn hết sạch. Đó, cái đấy thì đang trồng qua được, nó từ tối đấy. Có mùi gà, mùi tanh. Anh lấy rau với ăn kia. Anh lấy rau với ăn đi, rau nhà em bữa nay nhiều lắm. Một kỳ bán ăn. Giá hả? Nế? Hola, vende du otro. Kilo 2 mil, agora vende do papá, kilo 3 mil. Não, papá, sai. Papá, tipo, né? Esse pequeno, nhoto. 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 Nhó. Nhó, já. Caranguejo, fala vietnamita comum. Cua. Mas, ah. Dá o papá esse, papá dá um esse. Caranguejo, cua. Você come, sabe? Come, cua. É? Qua? Como é? Muito ngon. Muito ngon. 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 Ngon lắm. Ngon lắm. Đúng rồi. Tipo, eu pescar isso aqui. Todo dia fica ali, não consegui nenhum. Yeah. Agora, papá vê, só não muito, não hora, minuto só fica ali, já muito. Mới đâu có 30 phút anh nhỉ? 30 phút mà nó bao nhiêu nhỉ? Số cua nó rớt ở ngoài nữa, mình tưởng chung vô hết rồi, nó đứng ở ngoài. Hôm bữa còn mấy bà Việt Nam xuống đây câu ấy, nhưng mà chỉ có kiểu cua với cả con nhái, con ấy chỉ để nó ăn thôi, con cá tế nó không ăn đâu. Mà bây giờ cá tế nó chui vào trong lưới là tỉnh đấy. Sắp tới thì nhà em làm cái hồ sau kia nữa, nuôi cá rô phi nữa thì tháo hồ mà câu. Thì em nghĩ có phía trên kia có một cái hồ to á. Anh cầm cái lưới này lên thả chắc em nghĩ là có đấy. Chưa biết hồ đấy. Bữa nào rồi em sẽ dẫn anh đi. Bữa nào lúc rảnh nhá. Dạ. Yeah. Anh lấy cải với ăn đi anh. Được rồi. Ừ. Bây giờ mình tiếp khách một chút đã nha mọi người.
Ngày hôm nay thì Mimi cũng mua được một số cái giống của một anh bạn mà làm ở bên nông nghiệp đó mọi người. Đấy. Ở bên này này, mua rất là nhiều luôn. Đây. Chào. Isso sa sa também vai que vai tem muito cliente. Dạ. Ừ. Mua được em mua được những cái giống gì đây? Em mua được hành tây cái loại củ tố. Ừ. Nhà mình là vẫn quyết định là sẽ trồng hành tây thử nghiệm trên cái mà những cái luống mà mình đã trồng bắp cải nha mọi người. Đợt vừa rồi đây có một vị khán giả thì cũng có gửi cho mình cái tài liệu để trồng những cái cây đồng hành ấy. Tức là trồng xen kẽ với nhau mà xen cánh với nhau mọi người. Thì mình sẽ thử nghiệm trong cái hành tây này ở trên cái cây những cái luống bắp cải ấy, xem thử coi là năng suất nó có được hay không ấy, để hướng dẫn cho các bạn ấy trồng xen cánh. Em mua được hành tây này, cà rốt này. Với cái rau mà kiểu rau là gì nhỉ, là cân tây của bên này á. Cái lá nó nhỏ thôi, nhưng mà các bạn dùng để ướp đồ ăn về làm salad á. Cà rốt hành. Hành tây. No. Cà rốt. Cà rốt. Hai. Hai ấy. Hai hộp cà rốt. Đôi lata cà rốt. Dạ. Hai hộp. Hai hộp. Hai hộp. Hai hộp. Hai hộp cà rốt. Hai hộp cà rốt. Isso que? Essa que é repolho. Bắp cải. Bắp, dạ, bắp cải. Mua được bắp cải này. Hai bắp cải. Hai hộp. Hai hộp bắp cải. Isso que? Esqueci. Đậu bắp. Đậu bắp. Hai. Hai. Hai hộp. Hai hộp. Đầu bắp. Đầu bắp. Đầu bắp. Dạ. Cái đầu bắp này là ở đấy người ta thích hơn, bởi vì cái đầu bắp này là cái đầu mập trớn này. Đợt trước thì mình cũng có cái giống gọi là đầu bắp, nhưng mà cái giống nó có cành á mọi người, thì dân ở bên này họ không thích này. Họ thích cái đầu bắp trớn này thôi. Đấy. Với em cái giống này là ở đâu đây? Sản xuất ở trên, nó đóng hộp ở trên Luân Đa đấy. Dạ. Cà chua. Cái con cái quả hộp cà chua này, cái giống cà chua này là giống cà chua để dành cho mùa mưa trông vẫn được. Còn được không biết. Em hỏi rồi, em bảo là tôi muốn mua cái loại cà chua mà trông vào mùa mưa. Là anh bảo cái loại này. Đây là cà tím này. Chua. Những cái giống này thì toàn bộ là những cái giống của Angola họ ở chuồng ấy. Phải em mua thêm một hộp dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Một dưa, một hộp. Một hộp. Một hộp. Một hộp dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Dạ, agora me está gustando. Hả? Dưa rồi. Dưa rồi lên ba. Dưa rồi lên ba tuần nữa là. Từng nay giống nhưng mà cũng hết hơn 100.000 đấy mọi người. Nhân là dân ở bên này họ muốn trồng nhưng trong số lượng lớn thì không có cái điều kiện để mua ấy. Họ thì không biết cách là để giống ấy, nên là cũng không có cái điều kiện để mà trồng. Chef, agora todas as bananas, todos os cachos de banana agora estão todas maduras. Madura já tudo. Agora está tudo madura. Assim pode ser depois você levar fora, né? Dạ. DVD para colega, dạ? Cada pessoa leva como como, dạ? Tem quanto gasto? Três. Três gastos? Dạ. Boa, né? Tot. Nhiều. Nhiều tot. Dá coisa, dá colega, DVD colega, dá? Para ele levar também a família. Dá. Tipo, dá língua vietnamita para como? Chó. Chó. Dá. Agora, eu falar, né? Tipo, eu falar como língua africana. Você tem que falar assim, tôi sẽ chia cho các bạn. Sim. Tôi sẽ cho nào, tôi sẽ chia. Chia é DVD. Entendeu? Yeah. Tôi chia các bạn. Nói tắt cũng được. Nói tắt cũng hiểu. Tôi chia các bạn cũng được. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video ở đây nha mọi người, để chờ các bạn quay về trong thành phố nữa ấy. Nên là xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ngày mai.